Vâng, và chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với Việt Nam Esports TV và đến với giải đấu để chọn ra người đánh Z và Revenge hay nhất ở trong ngày hôm nay. Và cặp đấu thứ ba của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ là QTV và Mèo Ú. Đúng rồi, cuộc chiến của hai Sở Ca, cả hai người đều khá là đẹp trai về mặt ngoại hình đúng không? Thì cứ xét đẹp trai đã, đánh hay không, đánh như thế nào, đánh ghê gớm như thế nào thì chúng ta cùng đến với những diễn biến trong trận thi đấu thứ ba ngày hôm nay. Đúng, cả QTV cùng với đó là cả Mèo Ú đều được đánh giá khá cao ở trong cái giải lần này. Khi mà QTV, một người có thể nói là có một cái tinh thần cũng như là có được cho mình một cái kinh nghiệm ở trong những cái giải đấu lần trước. Thì ngược lại ở bên này Mèo Ú với kỹ năng cùng với đó là khả năng quyết đoán và tạo đột biến của mình. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ai sẽ là người làm tốt hơn ở trong cái ván đấu này. Không biết là QTV đến với giải đấu lần này là có để đánh chơi cho vui hay không nữa. Thì không biết QTV đánh vui hay là đánh chơi hay là đánh sao, nhưng niềm tin của tôi đã đặt vào QTV rồi. Nên trong trận đấu này bất kể kèo nào mà QTV cầm vị tướng nào cũng vậy, tôi đều đặt niềm tin vào anh ta. Tôi thì nếu như anh đã chọn QTV rồi thì còn lại là Mèo Ú. Tôi sẽ tin vào cái khả năng tạo đột biến, cái điều mà anh chàng Mèo Ú làm tốt nhất khi mà anh ta thi đấu ở trong những cái giải đấu. Còn về cái việc QTV có đánh chơi hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi đã. Bởi vì cũng một câu đối nó mà anh ta đã trở thành nhà vô địch ở trong cái siêu sao đại chiến 2015. QTV bên phía đội xanh, anh ta sẽ cầm cho mình Z, còn Mèo Ú thì sẽ cầm Revenge. Với cái phép hồi máu này, phần nào đó tôi nghĩ là anh ta đang nhường người chơi trẻ Mèo Ú bên kia. Bởi vì như các bạn cũng đã biết, hồi máu phần nào đó đã bị counter bởi cái phép thiêu đốt bên kia. Đúng, khi mà lấy cho mình phép bổ trợ hồi máu tức là các bạn phải đánh hòa. Kinh nghiệm của QTV hình như anh ta đang muốn đánh theo cái kiểu đó là farm cho mình đủ chỉ số lính. Còn ngược lại bên này Mèo Ú, với cái kỹ năng cá nhân của mình thì anh ta lấy cho mình thiêu đốt. Có vẻ như là QTV đang có được cho mình một cái phép bổ trợ nó tương đối là mới lạ so với hai trận trước. Đúng vậy, QTV vẫn nổi tiếng với những cái lối thi đấu khá là dị của mình trong những kèo solo. Anh ta có những cái bước lựa chọn tương đối là dị để xem cái điểm then chốt của anh ta trong bản đấu này sẽ là gì. Thì quyền năng bất diệt đã một lần xuất hiện trong tay của Wiz với vị tướng Revenge trong bản đấu trước rồi. Thì đó vẫn là một cái phép, nếu như nó kết hợp với phép hồi máu nữa của QTV, nó phần nào đó sẽ tối ưu hóa cái khả năng hồi phục của anh ta. Thực ra thì Z khi mà đi solo cùng với Riven thì ý chí thần sấm sẽ khiến cho anh ta có khả năng dồn sát thương, đặc biệt ở cái level 6, tức là anh ta có được cho mình cái chiêu cuối đó. Còn Riven đúng chính xác là khi mà đi solo thì cầm cho mình quyền năng bất diệt, khả năng solo cũng như là khả năng đánh về kéo dài của anh ta là cực kỳ tốt. Đúng vậy, với cái khả năng quyền năng bất diệt thì cái khả năng hồi phục nó sẽ được tăng cao hơn, và chỉ cần bạn đánh một cái thôi là bạn đã được hồi máu rồi, chưa kể đối phương sẽ mất máu nhiều hơn nữa. Thì chúng ta trong 3 trận vừa rồi thì Z đều thắng rất là nhiều. Chỉ có một trận của Wiz thì cầm Revenge thắng, nhưng đó là một cái kèo thi đấu về mặt chỉ số lính. Đúng. Về mặt khô máu thì Z vẫn đang khá là chiếm ưu thế trong kèo thi đấu này. Thực ra thì nãy giờ tôi thấy phong thủy nó đặt nặng ở trong hai cái cặp đấu đầu tiên, khi mà cứ ai ở trong đội xanh ở trong cái ván đấu đầu tiên là có được cho mình chiến thắng chung cuộc. Hồi nãy thì POTM cùng với đó là cả anh chàng Wiz. Đó, bây giờ thì WeTV đang là người thiên về cái mặt phong thủy, là anh ta đang hơn một chút về cái kỹ năng. Thì đã đến tham gia với giải đấu lần này thì có lẽ chúng ta sẽ tất cả các tuyển thủ đều là ngang bằng nhau. Còn về mặt kinh nghiệm thì bây giờ QTV đang hơn. Còn ngược lại bên kia, tôi nghĩ kỹ năng thì cũng có chênh một tí đúng không? Bởi vậy chúng ta mới biết được ai thắng ai thua trong kèo thi đấu đó. Này nhưng mà chưa biết là ai hơn thôi, nhưng chắc chắn hai người này hơn hai chúng tôi rồi, đúng không? Còn nếu mà xét về kèo này, nếu như mà anh chàng Mèo Ú anh ta chỉ cần cố gắng để có được cho mình những cái lợi thế ở trong giai đoạn đầu. Vì chúng ta đều biết là Riven khi mà dẫn trước thì rất khó để Z có khả năng bật lại được, đặc biệt là về chỉ số lính. Đúng vậy. Và cái thời điểm mà mấu chốt tôi nghĩ rằng trong cái kèo thi đấu này đó chính là sau khi ăn ba con đánh gần thì Revenge hoàn toàn có thể sử dụng cái tam bộ kiếm của mình lên tấn công ba con lính đánh xa, và khi đó Revenge sẽ có một chút lợi thế về ba con lính đánh xa của mình vẫn còn, thì khi đó anh ta vẫn sẽ lên cấp độ 2 trước. Đó là cái điều quan trọng, đó là cái việc mà anh chàng Mèo Ú sẽ lên cho mình kỹ năng gì đầu tiên, lên tam bộ kiếm trước hay là lên cho mình cái kình lực, hoặc là lên cho mình đó là cái anh dũng trước. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với lại cuộc đối đầu ở trong cái cặp đấu thứ 3 trong giải đấu Solo Z Revenge quán quân. QTV đang ở trên màn hình của chúng ta và vẫn sử dụng cho mình đó là phép bổ trợ hồi máu cùng với đó là dịch chuyển. Đầu tiên thì để xem
ngọc bổ trợ của anh ta là gì? Lượng máu của anh ta là 758, tương đối nhiều, có lẽ là cũng có một vài viên tăng máu. Đúng. À, đây, xuyên giáp đến từ bạn bổ trợ cũng như xuyên kháng phép. Không có thời gian hồi chiêu. Đúng. Như vậy, rất nhiều khả năng anh ta đã tăng vào xuyên giáp. À không, chính xác hơn là anh ta tăng vào máu rất nhiều. Và cộng với đó là giáp nữa, giáp anh ta là 40. Đúng, anh ta cộng giáp cùng với đó là máu theo cấp. Tôi nghĩ là sẽ là máu theo cấp, cùng với đó là một vài viên máu cộng thẳng. Máu cộng thẳng, tôi nghĩ là máu cộng thẳng trong những kèo solo nó tốt hơn rất nhiều. Và sát thương vật lý của anh ta cũng tương đối là cao nữa. Wow, 15% hồi chiêu. Tôi cũng cực kỳ bất ngờ. Riven thực ra thì khi mà chúng ta đánh ở trong những giải đấu thì rất thường thấy là Riven lên mắt cho mình luôn cả cái thời gian hồi chiêu. Nhưng đầu tư quá nhiều vào thời gian hồi chiêu ở trong nhiều trận đầu thực ra nó cũng không có lời lắm. Nó chỉ thiên về khả năng để trao đổi chiêu thức thôi. Anh ta không có máu nha. Đó. Ở thời điểm này anh ta không có máu. À, bản bổ trợ ngọc xanh của anh ta thì là mắc thời gian hồi chiêu cộng luôn cả 5% của bản bổ trợ nữa. Và có một viên hút, hai viên hút máu đến từ ngọc tím. 3% hút máu dành cho mèo ú đang muốn đánh hòa. Thiết khoan đã, chúng ta sẽ cùng chờ đợi khi mà mèo ú ở trong trận này anh ta sử dụng cho mình đó là phép bổ trợ thiêu đốt, nhưng cái bản ngọc của anh ta thì nó lại thiên về khả năng trụ đường tốt hơn. Đúng, tôi nghĩ với 15% hồi chiêu thì anh ta muốn khô máu luôn, muốn tấn công, muốn những tình huống mà thời gian hồi chiêu bộ kỹ năng của mình nhanh hơn, anh ta sẽ outplay đối phương. Cùng với đó là ý tôi nói là cái ngọc mà thêm 3% hút máu nữa giúp cho anh ta trụ được, tức là anh đánh một cái kiểu rất là hòa, tức là vừa tấn công có cùng với đó là cả khả năng để mà trụ được đều có được, tức là anh ta đánh theo kiểu nào cũng được cả. Đúng vậy. Còn QTV với cái lối lên đồ khá là chắc chắn của mình, anh ta lên cho mình máu cộng với đó là giáp rất nhiều. Hiện tại anh ta đang nhường thế trận này cho những người chơi trẻ, chơi rất bình tĩnh, đúng với cái bản lĩnh cũng như kinh nghiệm của mình. Còn mèo ú thì lên cho mình nó là tam bộ kiếm cùng với đó là kiểu e chứa khoan đã. Ở đây QTV đang bắt đầu ở một cái thế hơi khó một chút khi mà cái thế lính mèo ú nó đang đẩy lên, nhưng ngược lại thì về cái lượng máu QTV vẫn đang là người lời hơn trong những cái pha trao đổi chiêu thức. Đúng vậy, nửa cây máu của mèo ú đã bị cấu và anh ta vẫn chưa ăn cho mình được bình máu. Ngược lại cấp độ 3 tấn công ngay lập tức sử dụng cho mình bộ combo và cũng có thể nói là anh ta tạo ra áp lực dành cho mèo ú. Wow. Điều này là cần thiết. Đúng rồi. Cứ ngỡ như QTV sẽ chơi một cách từ tốn, chỉ farm lính thôi. Nhưng ngay khi anh ta đạt đủ bộ kỹ năng, ba chiêu thức của mình, ta tấn công ngay tức gây áp lực. Mèo ú quyết định cấu rỉa một lượng máu, sau đó rút lui về. Cái lối đánh này thì bất kỳ một người chơi Riven nào đều muốn, tức là khi mà anh ta có đủ cho mình ba bộ kỹ năng, anh ta lao lên, cố gắng để mà cấu máu đối phương. Sau đó thì với cái lớp giáp được tạo ra của mình, anh ta hoàn toàn có khả năng để lùi lại với lợi thế. Nhưng bây giờ lính đang bị đẩy vào trụ, chúng ta sẽ cùng xem mèo ú xử lý như thế nào. Hiện tại đang bị dẫn trước đó là 7 chỉ số lính, được một con lính thứ hai được, con lính thứ ba chắc chắn sẽ mất. Và anh ta sẽ mất luôn cho mình đó là con lính thứ tư. Và tạm thời chỉ số lính là 4 dành cho QTV. Đúng vậy, và thậm chí bây giờ QTV cấp độ 4, anh ta đứng trên lính như thế này, một con lính đánh gần nữa đang chuẩn bị không, nó vẫn được ăn bởi mèo ú. Anh ta sử dụng luôn cho mình đó là cả hai bộ kỹ năng để có được cho mình cái chỉ số lính đó, nhưng ngay lập tức dính một bộ combo chuẩn xác của QTV và khiến cho mèo ú lượng máu của anh ta không còn nhiều, bắt buộc phải sự bấm B về nhà. Nhưng anh ta vẫn có dịch chuyển, đang chờ đợi xem là cái trang bị mà anh ta lên tiếp cho mình đó là một cây kiếm Doran, ngay lập tức sử dụng cho mình dịch chuyển 4 bình mẫu. Với 4 bình mẫu này 200 tiền anh ta không mua được bất kỳ một cái gì cả, cùng lắm là một cái ngọc lục bảo mà thôi. Nhưng thay vào đó anh ta quyết định ăn trực tiếp 4 bình mẫu. QTV biến về, anh ta bị giữ chân lại. Rồi, sử dụng luôn cho mình cả thiêu đốt từ về phía của mèo ú, nhưng QTV vẫn lùi lại được. Ngược lại thì ở bên này mèo ú cũng mất cho mình gần 50% lượng máu. QTV về nhà và có lẽ chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem QTV anh ta sẽ lên cho mình trang bị gì. Đầu tiên đó sẽ là một cây kiếm Doran không mua ở đây rồi, đã mua cho mình đó là cây kiếm dài cùng với đó là hai bình máu, trong lúc anh ta đang sử dụng cho mình cái dịch chuyển để ra đường, rất tiết kiệm thời gian. Đúng vậy, và chưa kể anh ta lời hơn rất nhiều về mặt lượng tiền cũng như lượng máu ở thời điểm hiện tại. Để xem lượng lính thì như thế nào, 30-28 phần nào đó cũng xem nhau một tí mà thôi. Mèo ú hiện tại anh ta mua 4 bình máu, xài 1 bình còn 3 bình. QTV cũng tương tự như vậy, anh ta mua 2 bình, bây giờ anh ta mở cho mình 1 bình rồi. Bây giờ thì có vẻ như là QTV đang ở một cái thế nó hơi bị yếu hơn một chút. Hồi nãy là anh ta dẫn trước khi mà anh ta luôn luôn là người chủ động lao lên tấn công. Nhưng bây giờ Riven khi mà có được cho mình cái cấp độ 5 hơn so với QTV một cấp độ, QTV chỉ mới vừa lên cho mình cấp độ 5.
cái kèo này có lẽ chúng ta sẽ chờ tới cấp độ 6 thôi, bởi vì bây giờ cả hai người chơi đều muốn chăm sóc cho mình về cái chỉ số lính là chính. Nhưng cái đôi vẫn còn đó một đám lính phía sau đang rất nhiều. Để xem với Z sau khi hồi chiêu cái chiêu Quy, anh ta có thể farm lính từ xa chỉ 6 giây mà thôi. KTV không lấy cho mình cái giảm thời gian hồi chiêu đó. Nên cái 6 giây một lần là anh ta có thể ăn được những con lính đó. Đó, cái mà tôi đã nói ngay từ đầu, khi mà revenge chỉ cần dẫn trước hoặc là hòa thôi, là bây giờ KTV rất khó để có được cho mình những chỉ số lính. Ngay khi mà anh ta lao lên để cố gắng lát hết lính thì dính làm choáng, rồi thêm vào đó là những cái pha cố máu của Bèo Ú, rất khó chịu. Tôi thấy vừa rồi Kiri ném huy tiêu hụt nha. Hoảng hoảng khi mà thấy Mèo Ú lao lên, anh ta ném hụt cái huy tiêu đó. Nhưng không nhưng sao, tính ra thì anh ta vẫn làm rất tốt cái đợt lính bị đẩy sâu vào trụ. Anh ta vẫn đang dẫn trước, bây giờ đang là 3 chỉ số lính, còn thế lính của hai bên thì nó vẫn đang là ngang bằng nhau, chứng tỏ rằng với cái kinh nghiệm của mình thì QTV vẫn đang làm tốt ở cái thời điểm này. Nhưng mà hồi nãy anh ta nhịn hơn 3 chỉ số lính, bây giờ anh ta hụt luôn 3 con lính. Vừa rồi là khiến cho chỉ số lính này ở thời điểm hiện tại nó đang cân bằng nhau rồi. Khô máu kích hoạt luôn cho mình, đó là chiêu cuối của QTV. Anh ta combo thành công cái phi dao sắc lẻm đó, nhưng mà sát thương chắc chắn là sẽ không đủ rồi khi mà các bạn cầm hồi máu. Ép cho Mèo Ú, anh ta phải quay trở về nhà. Và bây giờ là một cái thế rất dở dành cho Mèo Ú. Lượng máu của anh ta rất thấp, anh ta kích hoạt luôn cho mình hai bình máu luôn rồi. Coi chừng nha, đánh nội tại cùng với đó là dính cả 3 combo của QTV thì rất có thể Mèo Ú sẽ phải nằm xuống ở đây, sử dụng cho mình bộ kỹ năng chứ rất tốt của Mèo Ú. Có thể là anh ta tính toán cái tình huống này rất tốt của Mèo Ú, tức là anh ta ngay lập tức đáp trả lại khi mà anh ta biết rằng nếu như anh ta về là anh ta sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Đây, vẫn muốn khô máu, nhưng QTV anh ta kích hoạt luôn cho mình bình máu và đang trở lại hồi phục. Vừa rồi một pha chiêu quy chúng, Mèo Ú đang trong một cái thế cố gắng đẩy lính để có thể quay trở về nhà, bổ sung cho mình lượng đồ cũng như là đồ trang bị khác. Một cái kích hoạt cho mình bộ combo QTV đã ép cho Mèo Ú, bây giờ tôi nghĩ rằng nên về. Bởi vì QTV anh ta sẽ hồi lại bộ kỹ năng, và với một bộ combo của Z ở thời điểm này, tôi nghĩ rằng hoàn toàn có đủ cái lượng sát thương để dứt điểm được anh chàng Mèo Ú này. Nhưng Mèo Ú anh ta khá là khôn khéo, anh ta giả vờ để cho QTV đẩy xong được lính và tưởng sau đó về. anh ta sẽ farm lính trong trụ này. Và khi mà anh ta ăn xong được lính thì tôi nghĩ anh ta cái tốc độ ra đường vẫn sẽ đủ. Nhưng nói về độ cáo già, QTV vẫn có một phần nào đó cao tay hơn, anh ta vẫn tiếp tục ở lại. Nên nhớ chiêu cuối của TV, QTV sẽ hồi sớm hơn. Đó, bây giờ thì Mèo Ú đang gặp một cái thế khó, về cũng không được, ở lại thì cũng nguy hiểm. Chỉ cố gắng để né những cái pha combo của QTV mà thôi. Nhưng bây giờ thì anh ta đang ở một thế khó, sử dụng luôn cho mình cả thiêu đốt rồi. Mèo Ú không làm được, đó là cái điểm hạ gục dành cho QTV. Mèo Ú chọn thời điểm tấn công, có nghĩa là rất tốt. Đúng. Đúng vậy, bởi vì anh ta ở một cái thế mà rất khó rồi. Anh ta quyết định khô máu luôn, sử dụng tất cả những gì mình có. Nhưng QTV có rất nhiều lợi thế trong tình huống đó, và chưa kể anh ta vẫn còn đỡ cho mình cái hồi máu. Phần nào đó sẽ bị giảm đi cái khả năng hụt đến từ thiêu đốt. Nhưng không sao, với ý chí thần sấm, những phát đánh thường cộng với đo chiêu E của QTV đã tiễn cho Mèo Ú lên bảng điểm số 1-0 dành cho QTV. Và coi như một lần nữa phong thủy đã tái lập lại ở trong cái ván đấu đầu tiên trong kèo BO3, ở trong cái cặp đấu thứ 3 này. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại khi mà ván đấu thứ 2 bắt đầu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như mà QTV giành được ván đấu đầu tiên mà anh ta thắng luôn chung cuộc thì có gì đó nó khá là phong thủy ở đây, đúng không? Đúng, đúng, đó. Tức là khi mà các bạn ở đội xanh ở trong ván đấu đầu tiên, tức là khi các bạn sử dụng Z trước, ván thứ 2 cái tâm lý của bạn nó đã vững rồi. Bây giờ QTV khi mà ván đấu thứ 2 anh ta cầm Revenge, tôi nghĩ là chắc có lẽ là cũng chỉ tiếp tục đảm bảo an toàn và chờ đợi những cái sai lầm của đối phương một lần nữa. Đúng vậy. Nhưng dẫu sao thì Revenge vẫn là một cái kèo phần nào đó nó khó trong cái kèo thi đấu với Z này. Thì để xem QTV có được những cái biện pháp nào trong thi đấu ngày hôm nay không. Wish anh ta làm điều đó rất tốt với cái lối đẩy lính trước đó là BOTM cũng như vậy. Và để chờ xem QTV thì anh ta có những phương pháp nào. Ở trong ván đấu đầu tiên thì anh ta lấy ngọc máu và giáp. Đúng. Mang thiên hướng chơi thủ, và thậm chí thì xuyên giáp của anh ta cũng không nhiều cho lắm. Đúng, chính xác. Nhưng mà nếu như chúng ta xét kỹ về cái mặt giữa Revenge cùng với Chet thì tôi lại đánh giá cao hơn dành cho Revenge ở cái thế là chỉ cần farm hòa, sau đó là ép đối phương vào một cái thế khó. Còn ngược lại Chet thì thiên về cái khả năng là ép giao tranh và dùng sát thương ngay lập tức. Nhưng trong cái ván đấu này thì có thể nói mặc dù ở đội xanh nhưng mà anh chàng QTV vẫn có được cho mình một cái phong độ rất tốt, đó là
ép ngược lại anh chàng Mèo Ú phải ở thế khó. Từ những cấp độ đầu tiên, tôi nhớ Mèo Ú vẫn làm rất tốt ở những cấp độ đầu tiên khi mà anh ta lên cấp độ 2 trước. Thì để xem, điểm phép bổ trợ thì Kiri vẫn trung thành với cái hồi máu đó của mình. Thì cái hồi máu này nó sẽ được đẩy mạnh cái hiệu quả của nó với vị tướng Revenge nha. Anh Dũng tạo lớp giáp hồi máu gia tăng thêm một lượng hồi phục nữa. Đó, thì đó chính là cái điều mà vì sao khi mà ở trong cái ván đấu đầu tiên thường là các bạn ở đội 2, tức là sử dụng Riven là sẽ là người có lợi. Nhưng nãy giờ thì phong thủy nó lại là điều quyết định. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là cái ván đấu thứ 3 này thì QTV có một lần nữa được phong thủy hỗ trợ mình hay không. Khi mà trong ván đấu này thì anh ta ở trong đội 2 và sử dụng cho mình đó là Riven. Và một điều tôi thắc mắc nữa là Mèo Ú trong ván đấu này anh ta sẽ lựa chọn gì. Thì thông thường Z cũng không cần nhiều lắm tốc độ đánh, một ít thôi cũng được. Đa phần là xuyên giáp. Xuyên giáp của người ta sẽ thường. Mèo Ú ván này vẫn sử dụng cho mình đó là phép bổ trợ thiêu đốt. Trong khi đó thì QTV vẫn đang để cho mình đó là hồi máu. Hai thiên hướng của cả hai người chơi này đều có thể nói là nó khá là khác nhau. Tôi có thể hiểu được. Bởi vì phần nào đó khi mà người ta có tuổi thì tôi cũng có tuổi rồi. Tôi ưu tiên cho sự an toàn hơn. Đúng, đánh an toàn. Đó là những gì mà QTV đã làm được ở trong ván đấu đầu tiên, ván đấu thứ hai này. Thì anh ta vẫn đánh theo cái hướng đó. Nhưng trong ván đấu này thì anh ta lại cầm cho mình là Revenge. Thì tôi đánh giá cao hơn đó là Revenge đánh thủ tốt hơn Z. Đúng vậy. Đúng là như vậy. Khi mà Revenge là một vị tướng có thể lăn được cầu tuyết trong đó, cái kèo thi đấu này lên cấp độ 2 trước, đẩy lính vào trụ khiến cho ép cho đối phương nếu như mất chỉ số lính thì tốt. Bởi vì bạn có thể ép được những con lính đến xa. Đối với Z, bạn có thể sử dụng cái kinh lực đó làm choáng để cho đối phương chậm cái nhịp lát thích vào lính đó. Chưa kể là tạo giáp, khi mà trong những cái pha trao đổi chiêu thức thì anh ta sẽ là người có lời. Còn ở trong ván đấu này, có lẽ Mèo Ú lần này thì anh ta sẽ làm tốt hơn so với ván trước để trong cái việc đó là anh ta dồn sát thương. Thực ra thì ở cái pha quyết định ở trong ván đấu đầu tiên anh ta làm rất tốt, chọn đúng thời điểm, đúng cái khả năng để dồn. Nhưng ngược lại ở bên kia thì may mắn nó không đến với lãnh chàng Mèo Ú mà đến với QTV. Phần đó cũng là cái độ tự tin và bản lĩnh của QTV nữa. Và trong trận đấu này nếu như Mèo Ú mà bị dẫn trước, tôi nghĩ rất khó dành cho anh ta. Bởi vì vị tướng Z nếu như mà lao vào Revenge một cái thôi, ngay lập tức bị làm choáng, bị ngắt mạch tấn công liền và ăn trọn bộ tam bộ kiếm đó cho mình là gần như là lặt lìa rồi. Và nếu như không né được cái chém gió nữa thì tôi nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về cho Revenge. Cái quan trọng nhất đó chính là né kỹ năng của đối phương. Và nãy giờ thì chúng ta vẫn chưa thấy phép bổ trợ tốt biến của hai người chơi. Kỹ năng tốt biến có khả năng để giúp cho bạn né được những cái kỹ năng quan trọng của đối phương. Đúng vậy. Đó là cái điều then chốt, nhưng vẫn chỉ là dịch chuyển nè, hồi máu, rồi thêm vào đó là cả ý chí thần sấm ở trong phép cái điểm then chốt nữa. Đúng vậy, ý chí thần sấm khá là được ưu tiên trong cái kèo solo này. Thì ngoài ra thì quyền cả bất diệt cũng là một cái điểm tốt. Ngoài ra để xem, chúng ta cùng xem lại những điểm then chốt nào có thể sử dụng. Hiện tại thì có nhiệt huyết chiến đấu cùng với cuồng huyết chiến tướng gia tăng thêm một khả năng hút máu. Nhưng phần nào đó bạn sẽ, nếu như cuồng huyết chiến tướng đi, sẽ đặt bạn vào một cái thế khá là bất lợi. Còn nhiệt huyết chiến đấu thì tôi nghĩ là không có đâu. Đối với Revenge thì phần nào đó có thể tạm chấp nhận được, nhưng đúng, đối với Z thì không. Đúng, bởi vì Z hình như là không có mấy cái nhung trong những cái pha đánh thường, cũng như là dùng sát thương nhiều, tức là anh ta sốc ngay lập tức, chứ không có đánh theo thời gian dài. Còn ngược lại Revenge sử dụng cái cho mình cái tam bộ kiếm cùng với đó là những phát đánh thường thì đúng là một phần nào đó ta có thể sử dụng tạm được. Nhưng thay vào đó thì quyền năng bất diệt, đúng vậy, tôi nghĩ vẫn sẽ là tốt hơn. Hoặc là cái ý chí thần sấm, tức là nếu như đánh hòa thì đánh quyền năng bất diệt, còn nếu như muốn đánh cái kiểu khô máu luôn thì ý chí thần sấm sẽ là cái sự lựa chọn ưu tiên nhất. Đúng. Và chưa kể là một điều trong cái Z quán quân này là một bộ, nói về bộ trang phục đi, rất hấp dẫn. Đúng vậy, tôi thấy được nó thể hiện được cái quyền lực của vị tướng Z này. Về kể từ cái nội tại của anh ta đã khinh thường kẻ yếu rồi nha. Chưa kể cái bộ trang phục mà nhìn lực nữa. Rồi lúc biến về nhìn lên, bước lên cái ngai ghế nữa, nhìn nó uy lực quá. Đúng, tôi thích nhất là cái lúc mà anh ta biến về, khi mà anh ta bấm B về nhà, anh ta ngồi lên như một vị vua, chứng tỏ cái sự thống trị của mình ở trong cái bản đồ Summon Rift này luôn. Còn ngược lại thì Revenge quán quân quá quen thuộc, và hầu như là tất cả những người chơi Liên Minh Huyền Thoại đều muốn có được cho mình cái bộ trang phục này. Tôi thì tôi cũng muốn có Z. Bởi tôi nhớ cái đợt mà Z mua được nha, Revenge bây giờ Z, là chưa. Z mua được, đúng rồi, có khoảng thời gian mà chúng ta mua được. Tôi nhớ có khoảng thời gian mà
Z siêu phẩm thì lúc đó tôi cũng thấy nó đẹp, mặc dù tôi đánh ít đánh Z nhưng mà vẫn mua nó bởi vì nó có hiệu ứng rất là đẹp. Và Z quán quân này cũng là tương tự như vậy. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ván đấu thứ hai trong kèo BO3 giữa QTV và Mèo Ú. Tạm thời thì QTV đã có được cho mình một chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên với cách đánh hòa. Chúng ta có thể nói tạm nói như vậy. Còn ngược lại thì Mèo Ú trong trận đánh đầu tiên thì anh ta sử dụng cho mình đó là Revenge, cũng đánh theo cái hướng đó là muốn tạo áp lực dành cho QTV, nhưng anh ta lại bị yếu hơn ở trong giai đoạn giữa trận, tức là gần như cuối trận thì anh ta bị ép vào cái thế khó, bắt buộc phải lao lên giao tranh. Nhưng mà đúng là cái nội tại khinh thường kẻ yếu của Z nó khiến cho Revenge hơi bị bất ngờ trong cái việc bị sốc sát thương ngay lập tức. Và tôi thấy được cái ngọc mà 15% hồi chiêu thật ra nó cũng không phát huy được nhiều lắm đó. Bởi vì bạn tấn công thì Z trong thời điểm đó cũng tung ra được toàn bộ kỹ năng của mình rồi, và sau đó anh ta rút lui. Thì bạn có hồi chiêu sớm thì khi mà đối phương đã rút lui rồi, bạn không thể nào tấn công tiếp được nữa. Cái tôi đoán là anh chàng Mèo Ú này muốn sử dụng cho mình cái ngọc bổ trợ thời gian hồi chiêu để anh ta hồi chiêu nhanh hơn, để giúp cho anh ta đẩy đường nè, ép cho những chỉ số lính vào trụ. Z khi mà anh ta lao lên để có được cho mình những chỉ số lính thì anh ta sẽ gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng ở bên này có thể nói là QTV đã sử dụng cho mình cái bộ kỹ năng của Z, cùng với đó là cái kinh nghiệm bản thân mình làm quá tốt trong cái việc đó là có được cho mình những cái chỉ số lính ở trong trụ, nó khiến cho cái ý đồ của Mèo Ú bị tan vỡ hoàn toàn. Và thật ra nói Z farm trong trụ khó, tôi thấy không khó lắm, bởi vì ba con lính đánh gần là chắc chắn bạn ăn được rồi với nội tại đó của mình. Thì ba con lính đánh xa thì ví dụ như trụ đánh một cái bạn không tiếp cận được lính, bạn bị đối phương ép, bạn có thể quy ăn một con, sau đó bạn phân thông bóng tối e ăn một con nữa, cùng lắm là mất một con mà thôi. Đó là về mặt lý thuyết khi mà không có đối phương ở đó, nhưng nếu như mà có Revenge, có Mèo Ú ở đó không, thì... tôi nói trường hợp mà có nha, có thì mới không lên đánh thường được. Lên đánh thường được thì nó là chuyện khác thôi. Còn chưa kể tới là những cái sát thương từ lính nè. Bởi vì khi mà tiến vào trong trụ thì chưa chắc là lính nó còn tới 100% máu. Nếu như lính còn 100% máu thì chúng ta có thể tính theo công thức đó được. Nhưng lính nó còn 80% máu thì trụ bắn một cái chẳng hạn thì Z không thể nào mà dứt điểm ngay lập tức. Hoặc là lính nó còn ít máu chẳng hạn, bắn một cái chết. Trong khi đó combo của Z thì không thể nào dứt điểm được. Đúng vậy. Đó là cái khó. Nếu như các bạn, tôi biết rằng rất nhiều người rất thích cái kèo kỹ năng này. Đúng. Và rất nhiều người rất thích những cái độ ảo diệu. Và trong 3 trận thi đấu ngày hôm nay, nếu như muốn tăng độ ảo diệu lên tối đa thì cần phải có tốc biến. Đúng. Trong ván đấu này thì không có luôn. Đó, tôi cũng rất thích cái phép bổ trợ tốc biến sẽ xuất hiện. Trong cặp thi đấu tiếp theo thì sẽ có Optimus. Có lẽ chúng ta gửi gắm đôi lời hy vọng Optimus, giáo sư cùng 10 tỷ sẽ sử dụng tốc biến để gia tăng thêm cái độ hấp dẫn, hoặc là kit. Tôi biết anh chàng kit này tương đối là lâu rồi, khi mà anh ta còn thi đấu cho Sài Gòn Đại Bình lần. Nếu như có nghe được lời tôi nói thì hãy cố gắng sử dụng tốc biến trong cái trận thi đấu tiếp theo để gia tăng thêm cái khả năng bay nhảy múa bay lượn của bạn. Tôi thì tôi lại muốn gửi gắm về cái việc đó là sử dụng cho mình những phép bổ trợ, nó sẽ sáng tạo hơn một chút. Hiện tại thì bây giờ đã có được cho mình đó là phép bổ trợ hồi máu của QTV. Hình như hồi nãy thì chúng ta thấy rằng QTV vẫn không thay đổi phép bổ trợ của mình, vẫn là hồi máu. Ngược lại ở bên kia thì Mèo Ú vẫn là thiêu đốt. Và như chúng ta đã nhận định ngay từ đầu đó là trong cái ván đấu này thì Mèo Ú anh ta với cái lối đánh hổ báo, tức là muốn dứt điểm đối phương ngay lập tức, có được cho mình Z ở trong ván đấu thứ hai này thì có thể nói lợi thế đang thuộc về phía của anh chàng Mèo Ú hơn một chút về cái lối đánh của anh ta thôi. Đúng vậy. Và bây giờ trận thi đấu thứ hai trong cái cặp thi đấu thứ ba ngày hôm nay của chúng ta đã được chuẩn bị bắt đầu. Mèo Ú đối đầu với QTV. QTV đã có Tùng có được một ván thắng đầu tiên, và cùng xem ngọc bổ trợ của QTV là gì. Lượng máu nhiều hơn 737, tức nghĩa anh ta vẫn sử dụng cho mình ngọc máu. Và bây giờ chúng ta được xem của Mèo Ú. Đúng, Mèo Ú 12.5 cái thời gian hồi chiêu, máu của anh ta là 660, chứng tỏ là anh ta không ưu tiên lắm về khả năng máu. Đúng là Z thường là lên cho mình đó là cái sát thương cũng nghĩa là xuyên giáp. Anh ta không có luôn cho mình ngọc máu bởi vì máu cơ bản của Z là 580 rồi, cộng với đó là kiếm đô ra nữa đó. Cùng xem qua, hồi nãy tôi thấy Mèo Ú có lấy luôn cho mình một vài viên tốc độ đánh nha, còn bây giờ là QTV hút máu 3%, tốc độ đánh không có lấy luôn, giảm thời gian hồi chiêu thì là 5%. Cái này tôi nghĩ là bản bổ trợ. Đúng rồi, bản bổ trợ. Đúng rồi, không có xuyên giáp, khi xuyên khám phép thì đây là bản bổ trợ. Đó. Còn ngọc của anh ta lấy về máu và giáp quá trời, 38 giáp ở thời điểm hiện tại của anh ta. Đúng là đánh vẫn theo cái hướng đó là muốn farm hòa, nhưng
Riven ở trong ván đấu này thì có vẻ như là được cầm bởi QTV. Chắc chắn là nếu như anh ta dẫn trước thì mèo ú cực kỳ khó để có khả năng bật lại được luôn. Đúng, và chưa kể anh ta đang một lần nữa muốn đánh hòa với kèo thi đấu đó. Riven này có khi nào lát về nhà là đầu tiên lên thẳng cho mình là giáp cai ngục nữa. Là khó lắm. Không, thật ra thì giáp cây ngục đối đầu với Riven thì rất tốt, nhưng đối đầu với Z thì cũng không mấy là tốt cho lắm. Vì Z sử dụng Q là nhiều. Thì thay vào đó lên tàn kích Bami chắc cú. Tàn kích Bami cũng được, ép lính cùng với đó là thêm cả một cái lượng hồi phục, cái lượng đẩy lính nữa và lượng máu. Ở đây rồi, mèo ú đang bị lấn lướt hơn một chút. Anh ta quay trở lên chấp luôn ba con lính. Anh ta hụt một con lính rồi. Và chưa kể đây là áp lực của QTV gây ra khi mà vẫn còn đó cho mình ba con lính đánh xa. Ba lính ở trong cái lượt lính đầu tiên, QTV vẫn đang thể hiện cho mình cái độ cáo già của mình ở trong những cái lần trao đổi chiêu thức. Trong khi đó thì mèo ú trong cái ván đấu này anh ta sẽ cần phải chờ cho mình cái chiêu cuối, cái cấp độ 6 kết hợp cùng với thiêu đốt để cố gắng dứt điểm ván đấu này. Cấp độ 2 thì mèo ú nâng cho mình chiêu phân thân bóng tối, thật ra tôi thấy nó không có tác dụng gì cả. Thật ra cũng có một ít đam khi mà cái phi tiêu của con phân thân đó nó được bắn ra. Nhưng thật ra nếu như sử dụng chiêu E sẽ đẩy đường được tốt hơn rất là nhiều. Đúng. Lên cho mình đó là cái đường kiếm bóng đêm sẽ giúp cho anh ta, thứ nhất là sẽ đẩy đường, thứ hai là sẽ lá hết tốt hơn nữa. QTV bây giờ đang vượt hơn vẫn chứ, vẫn là 4 chỉ số lính. Nếu như mà cái tình trạng này kéo dài thì mèo sẽ cần phải làm một cái điều gì đó nó khác hơn so với việc là cố gắng để cố máu cũng như là có được cho mình những chỉ số lính mà thôi. Bây giờ để xem ăn con lính này là 15, QTV vẫn đang còn nhỉnh hơn một con lính đánh xa, vẫn chưa bị tiêu diệt, tức nghĩa khoảng cách hiện tại nếu được gia tăng tối đa đó là 2 chỉ số lính. Nhưng lượng máu của QTV đang rất thấp, anh ta có hồi máu. Bên phía bên kia có cho mình thiêu đốt. Đó, cần phải về. Đúng. Bên kia có thiêu đốt nè, kết hợp cùng với cái nội tại của Z nữa, rồi thêm bộ combo hoàn toàn có đủ lượng sát thương để dứt điểm được QTV. Mèo ú biết điều này, anh ta đang cố gắng để ép cho anh chàng QTV phải về nhà lần đầu tiên. Với 18 chỉ số lính thì tôi nghĩ rằng sẽ đủ cho mình rồi. Đó. Một cây kiếm Doran và hai bình máu, coi như anh ta đã hoàn thành tốt cho mình ở trong cái lĩnh vực về nhà đầu tiên. Ngay lập tức sử dụng cho mình cái tam bộ kiếm lên, nhưng chỉ là ép mèo ú phải lùi lại. Đúng vậy, thậm chí là ba bình máu trong những giây cuối cùng anh ta kịp thời bổ sung thêm một lượng, một bình máu nữa. Bây giờ cái đợt lính này QTV sẽ cố gắng đóng băng, khiến cho mèo ú anh ta một là phải dịch chuyển ra đây, và anh ta phải dịch chuyển ra, nếu như anh ta đi bộ ra sẽ mất quá nhiều chỉ số lính. Hai cây kiếm dài và không có bất kỳ một bình máu nào thôi cả. Thôi, cái này là muốn chơi khô máu thật luôn. Thiêu đốt vẫn còn, vẫn đánh được. QTV anh ta có được cho mình ba bình máu, bây giờ mèo ú muốn làm gì cần phải làm nhanh. Bởi vì lượng máu của QTV còn khoảng 50% máu. Nếu như để cho QTV hồi lại toàn bộ lượng máu thì cái việc mà dứt điểm được QTV ở thời điểm này nó sẽ hơi bị khó một chút. Lính đang đẩy vào, QTV anh ta vẫn đang vượt lên dẫn trước về chỉ số lính. Và lính vẫn đang đẩy vào trong trụ, nếu như anh ta làm tốt không tốt con đầu tiên, được con thứ hai. Và giúp cho anh ta gia tăng lên đó là 2 chỉ số lính ở thời điểm này. Vẫn chỉ có mức đó, nhưng mèo ú quay trở lại phân thân của mình, dồn thiêu đốt vào. Rồi bây giờ QTV kích hoạt cho mình đó là các vũ trang hồi máu, và anh ta quay trở lại dứt điểm được mèo ú, và 2-0 dành cho QTV. Đúng chính xác là tôi cũng đang tính vỗ tay dành cho anh chàng đường giữa QTV. Thật ra bản thân tôi rất vui bởi vì tôi đã đặt kèo vào QTV khi mà anh ta chiến thắng như thế này. Quá tuyệt vời QTV, người một trong những người đi đầu của Liên minh đại Việt Nam đang có một màn thể hiện rất tốt trong kèo thi đấu này. Tôi thì tôi lại thấy một lần nữa sẽ phải chờ đợi ván đấu thứ tư xem là phong thủy nó có đúng hay không. Chứ ván đấu thứ ba, đây là cái cặp đấu thứ ba rồi, phong thủy vẫn đúng. Và có lẽ chúng tôi sẽ để lại giây phút này dành cho các bạn, và chúng tôi sẽ quay trở lại khi mà cặp thi đấu thứ tư được bắt đầu.